Kính chào quý vị, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 trên kênh VTV Phú Yên, Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Tỵ 2013 đã diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Gần 1,2 tỷ đồng đã được trao cho ngư dân Phú Yên bị nạn khi đánh bắt hải sản ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Sự hỗ trợ này sẽ góp thêm vốn để ngư dân đóng mới tàu, tiếp tục vươn khơi bám biển. Mặc dù một lượng lớn hoa địa lan Đà Lạt đã nở sớm, tuy nhiên sẽ không khan hiếm hoa lan ngày Tết. Phiên tòa xét xử tổ chức phản động Hội đồng Công luật Công an Nghi Sơn kéo dài hơn dự định, dự kiến phải đến thứ Hai, tức là ngày 4 tháng 2 sẽ tuyên án. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm nay, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2013, và phát động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Lễ kỷ niệm là dịp để nhiều thế hệ tỉnh Khánh Hòa cùng ôn lại chặng đường 83 năm vẻ vang của Đảng, gắn liền với những thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, tạo bước chuyển biến đáng kể cho địa phương. Khánh Hòa đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo sự tăng trưởng cao cho nền kinh tế, xác lập vị thế quan trọng trong khu vực Nam Trung Bộ. Tại lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh ủy Khánh Hòa đã phát động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được qua đợt tự phê bình và phê bình vừa qua đã ghi nhận bản lĩnh, sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ Khánh Hòa trước những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Tỉnh ủy Khánh Hòa đang xây dựng các đề án thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Riêng trong quý 1 năm nay sẽ hoàn thành một số đề án như xây dựng quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Còn tại Phú Yên trong sáng hôm nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013 và chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến hương hồn các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương để giành độc lập tự do cho dân tộc. Công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau học tập noi theo. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên nguyện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa tỉnh Phú Yên trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Sau lễ tưởng niệm, các đoàn đại biểu và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã thắp hương các phần mộ liệt sĩ, viếng đài tưởng niệm núi Nhạn và thắp hương tại nhà tưởng niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Chào xuân Quý Tỵ 2013, đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên đã cơ bản giải quyết xong các chế độ, chính sách, góp phần vào công tác chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2013, và ngày hôm nay, Thành ủy Tuy Hòa và Huyện ủy Tuy An, tỉnh Phú Yên đã trao huy hiệu Đảng 65, 55, 50, 40 và 30 tuổi Đảng cho các đảng viên. 41 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Tuy Hòa vinh dự được nhận huy hiệu đợt này. Trong đó có 3 đồng chí nhận huy hiệu 65 tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, còn lại là các đảng viên nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi đảng. Huyện Tuy An có tất cả 22 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 đảng bộ trực thuộc huyện ủy nhận huy hiệu 65, 55, 50, 40 và 30 tuổi đảng.
đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Tuy Hòa và Huyện ủy Tuy An tin tưởng rằng các đồng chí được trao tặng huy hiệu 40-30 năm tuổi Đảng dịp này sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của những người đảng viên trung kiên mẫu mực, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Còn bây giờ sẽ là thông tin khai mạc trưng bày chuyên đề 45 năm Xuân Mậu Thân 1968, hồi ức từ những hiện vật bảo tàng và Phú Yên khánh thành 3 công trình bia chiến công. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày chuyên đề 45 năm Xuân Mậu Thân 1968, hồi ức từ những hiện vật bảo tàng. Triển lãm trưng bày gần 300 tư liệu hiện vật gắn với từng mảng hoạt động của các lực lượng cách mạng ở Sài Gòn Gia Đình những năm 1968 vào trung tâm đầu não Mỹ Ngụy. Một phần trang trọng trong trưng bày là những kỷ vật kháng chiến của các anh hùng liệt sĩ, những con người mãi mãi tuổi 20 đã góp phần làm nên một Mậu Thân chấn động thế giới, nhất là nước Mỹ. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 và 45 năm chiến thắng Tết Mậu Thân 1968, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức khánh thành 3 công trình bia chiến công ở thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân và huyện Sơn Hòa. Đây là những công trình lịch sử văn hóa thực hiện theo kế hoạch của tỉnh ủy xây dựng 28 bia chiến công ghi nhớ những trận đánh tiêu biểu vinh danh chiến công của lực lượng vũ trang Liên khu 5 và bộ đội địa phương dân quân du kích Phú Yên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Một công trình gồm biểu tượng bia, bề được ốp đá granite trang trọng, phù điêu nhũ đồng, đường dẫn v.v. với tổng kinh phí xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, buổi gặp mặt tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với các nhà báo văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đã diễn ra vào chiều hôm nay trong không khí ấm áp chào đón xuân mới Xuân Quý Tỵ 2013. Hoạt động của các cơ quan báo chí, các đơn vị văn hóa nghệ thuật trong năm qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra sôi động, tương xứng với những bước phát triển chung trong đời sống kinh tế xã hội của tỉnh này. Với 5 cơ quan báo chí địa phương, 17 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện tại Khánh Hòa, lượng thông tin về Khánh Hòa được đăng tải thường xuyên trên nhiều trang báo, trên sóng phát thanh truyền hình. Đây thực sự là những kênh thông tin quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách, điều hành kinh tế xã hội của chính quyền địa phương đến với người dân, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến với bạn bè quốc tế. Nhiều bài báo, chương trình truyền hình đã kịp thời giúp lãnh đạo chính quyền địa phương đưa ra những giải pháp để chấn chỉnh những mặt hạn chế bất cập trong quản lý ở một số lĩnh vực mà báo chí đã nêu. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở Khánh Hòa, năm qua cũng ghi nhận nhiều bước khởi sắc, đó là những cách tiếp cận mới trong bảo tồn nghệ thuật truyền thống, đó là những hoạt động nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, rộng rãi, tạo sức hút và định hướng thẩm mỹ trong lòng công chúng. Tại buổi gặp mặt thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những đóng góp của các nhà báo văn nghệ sĩ trong suốt một năm qua, gửi những lời chúc năm mới đến các nhà báo, các văn nghệ sĩ, những người luôn cố gắng sáng tạo đưa đến công chúng những tác phẩm báo chí, tác phẩm văn hóa, văn nghệ có giá trị. 10 ngư dân Phú Yên gặp nạn khi đánh bắt hải sản ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã nhận tiền hỗ trợ để mua ngư lưới cụ, sửa chữa, góp thêm vốn, đóng mới tàu, tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống vào sáng hôm nay. Mỗi ngư dân được hỗ trợ thấp nhất là 30 triệu đồng, nhiều nhất là 200 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ chương trình Tấm Lưới Nghĩa Tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa, quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những năm gần đây, hàng ngàn gia đình ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Phú Yên nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, địch họa như là bị bão tố nhấn chìm, bị tàu lạ đâm chìm, có tàu bị nước ngoài tịch thu hết cả ngư lưới cụ. Cuộc sống của ngư dân vì thế mà rất khốn khó. Để hỗ trợ ngư dân, tháng 7 năm 2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động thành công chương trình Tấm Lưới Nghĩa Tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa, với sự đóng góp chung sức của cả hệ thống công đoàn cả nước, các cơ quan doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ cho chương trình thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng của Báo Lao Động đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên cũng đã trao 80 suất quà Tết cho gia đình công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 66 suất quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng. Kính thưa quý vị, chưa đến Tết nhưng một lượng lớn hoa địa lan Đà Lạt đã nở sớm. Nhiều người yêu thích chơi lan ngày Tết lo lắng sẽ khó mua hoa lan cho những ngày Tết sắp đến.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà vườn ở Đà Lạt, vẫn còn nhiều sự lựa chọn đối với những ai muốn sở hữu một chậu hoa lan trong những ngày này. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong những ngày gần Tết. Là địa phương cung ứng hoa lan chủ lực cho cả nước vào dịp Tết, năm nay, ước tính, các nhà vườn ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 chậu địa lan, bằng số lượng trong dịp Tết năm ngoái. Tuy nhiên, từ đầu tháng Chạp, địa lan bắt đầu nở sớm tại nhiều nhà vườn. Tỷ lệ hoa nở sớm chiếm khoảng 40%. Điều này đã ảnh hưởng đến lượng hoa địa lan Đà Lạt dự tính cung cấp cho thị trường. Mỗi năm, công ty này cung ứng ra thị trường khoảng 600 đến 1.000 chậu địa lan. Năm nay, lượng địa lan của đơn vị cung cấp cho Tết cũng không nằm ngoài tình trạng chung là nở từ đầu tháng Chạp. Truyền thống của nó là tím hột vàng ba rau, nhưng mà năm nay bị nhường. Với lại thời tiết của Đà Lạt nó không được như nhà vườn mong muốn, thì có thể là thay thế những cái giống khác vô. Ví dụ như là năm ngoái họ cung cấp cái tím hột với lại vàng ba rau nhiều, từ năm nay họ sẽ đổi qua, họ sẽ lấy xanh thơm và vàng lục hoặc là vàng hải hay là cam lửa, vàng bít 750. Thì những cái chủng loại đó nó sẽ phục vụ ngày Tết cho bên tỉnh bên ngoài được. Theo thống kê, diện tích trồng hoa của Đà Lạt là hơn 3.500 hectare, cung cấp cho thị trường trong nước hơn 1 tỷ cành hoa mỗi năm. Riêng hoa phục vụ Tết có gần 400 hectare, sản lượng khoảng hơn 100 triệu cành các loại. Lượng địa lan nở sớm chỉ tập trung vào một số giống truyền thống, nên với những nhà vườn trồng nhiều giống địa lan, khả năng cung cấp hoa cho thị trường Tết ít bị ảnh hưởng. Mặt khác, địa lan Đà Lạt cung ứng chủ yếu cho thị trường phía Bắc, nơi có khí hậu lạnh tương đương với Đà Lạt. Thị trường các tỉnh miền Trung và miền Nam thường chuộng lan hồ điệp. Lượng hoa này năm nay không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tại vì hồ điệp này nó chịu xứ nóng, nó rất chịu xứ nóng cho nên là nó rất đơn giản. Có thể là mình chơi xong rồi sang năm mình chăm lại mình vẫn chơi được. Một cành hồ điệp nó 10 bông, chẳng hạn nó 10 bông. Thì ở đây tụi em đã chăm nó cho đến lúc mà nó sẽ nở ra từ 1 cho đến 3 bông. Thì xuất đi thì hoa nó sẽ nở hết 10 bông. Còn bông nó chưa nở và khách hàng họ yêu cầu là tôi chỉ lấy hoa búp thôi, thì bên công ty chúng tôi sẽ chỉ cho họ cái cách về chăm. Do tác động bởi thời tiết khiến cho sản lượng và giá một số giống hoa Đà Lạt phục vụ cho Tết Nguyên Đán Quý Tỵ có biến động so với mọi năm. Dự kiến giá những loại hoa nở đúng Tết sẽ được tăng lên khoảng 30% để bù lại giá của lượng hoa nở sớm bị giảm. Tuy nhiên, theo các nhà vườn, không vì vậy mà thị trường bị khan hiếm các giống hoa đặc trưng của Đà Lạt. Thưa quý vị, để bảo đảm tính chính xác, chân thực, phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 22 bị cáo chủ chốt trong tổ chức phản động Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 2 năm 2013 tại tỉnh Phú Yên. Như vậy, phiên tòa này kéo dài hơn dự kiến ban đầu là 2 ngày. Hội đồng xét xử sẽ tiến hành nghị án trong ngày 2 và ngày 3 tháng 2. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, trực tiếp xâm phạm uy hiếp đến sự tồn tại của chính quyền nhân dân, nên hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Diễn biến tại phiên tòa tới thấy, ban đầu các bị cáo tìm mọi lý lẽ chối tội và biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Qua tranh luận công khai tại tòa và phân tích hành vi đã thực hiện của từng đối tượng, đến sáng ngày hôm qua, hầu hết các bị cáo, kể cả bị cáo cầm đầu là Phan Văn Thu, tức Trần Công, đều nhận tội và xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được giảm án. Hành vi của Phan Văn Thu và đồng phạm đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1, điều 79 Bộ luật hình sự với mức án phạt đề nghị thấp nhất là 13 năm tù giam. Đến đây chương trình thời sự buổi tối trên kênh VTV Phú Yên, Đài truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.